tại vì bây giờ là mình nuôi vịt đẻ rồi mình tự ấp rồi mình ý là coi như khi sau khi mà lên khách lên ta lên đó là coi như người ta có thể tham quan vừa gà vịt thì cái nọ hoặc là coi như người ta thấy con vịt cho sáng cho ăn thấy vịt nào mập bắt xong rồi đàng hoàng nó đem vô quăng vô bếp rồi bắt đầu mới đi tham quan vườn tược rồi ao hồ gì đó rồi coi như ấy. Ồ, đây mà làm cái đấy là tuyệt vời luôn á.